xin chào cả nhà. Ok, chúng ta chia sẻ đấy. Chia sẻ live stream để chúng ta bắt đầu nội dung ngày hôm nay nhá. Hôm nay có một phần rất thú vị sẽ chia sẻ cho cả nhà. Đó là 5 bước để trở thành chiến binh bán hàng online. Chúng ta sẽ comment nhá. Chúng ta comment 5 bước để trở thành chiến binh bán hàng online nhá. Ok, cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung đầu tiên. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cái nội dung làm sao để chúng ta trở thành người bán hàng online chuyên nghiệp được. Thì hiện nay nếu mà ai chưa bán hàng online hoặc là chúng ta đang kinh doanh mà không kinh doanh online là chúng ta đang thực sự là rất là lãng phí. Thực sự rất là lãng phí cái công nghệ 4.0 hiện nay, đúng không nhỉ? Chúng ta đang rất là lãng phí công nghệ 4.0 hiện nay, cho nên là nếu mà chúng ta đang bán hàng hay đang kinh doanh, dù là ngành nghề gì đi chăng nữa, thì chúng ta hãy đưa lên online, đưa lên internet, đưa lên Facebook, đưa lên trên Zalo, đưa lên tất cả các kênh online để chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy của công nghệ. Sử dụng đòn bẩy của công nghệ, đúng không nhở? Ngày xưa để một cái thương hiệu, để một cái nhãn hàng mà ra được đến thị trường thì sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian cũng như tiền bạc. Nhưng hiện nay thì nhờ có Facebook, nhờ có Google, nhờ có cái môi trường online cho nên là rất là thuận tiện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách. Mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách làm sao để trở thành một chiến binh bán hàng online được. Chúng ta comment đầu tiên này, số 1. Chúng ta hôm nay có 5 bước để trở thành chiến binh bán hàng online. Bước đầu tiên, số 1, đó là xác định tâm lý. Xác định tâm lý, chúng ta comment nhá. Chúng ta cùng comment này, xác định tâm lý, bước số 1. Bước số 1 là xác định tâm lý. Đầu tiên, trước khi bán hàng online, chúng ta nên xác định tâm lý. Nhiều người có thể chưa bán hàng online bao giờ thì chúng ta bị ảo tưởng quá về bán hàng online, tức là gì? Nghĩ bán hàng online rất là đơn giản, chúng ta chỉ copy bài lên đăng thôi và có người mua. Vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu bán hàng, chúng ta copy bài viết lên về sản phẩm lên, không có ai mua thì bắt đầu chúng ta vỡ mộng. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng bán hàng online không phải là copy một cái nội dung, copy một cái sản phẩm lên trên mạng để bán, mà bán hàng online cả một quá trình. Chúng ta cần học, chúng ta cần làm theo đúng cách, cũng không khác gì chúng ta bán hàng offline cả. Chúng ta cũng phải học, chúng ta phải làm đúng cách mới hiệu quả được. Không có cái gì dễ dàng cả. Không có một cái gì dễ dàng cả. Không phải là bán hàng online tức là ngồi mát ăn bát vàng đâu. Cho nên là các bạn định kinh doanh online thì các bạn cũng phải xác định tâm lý. Chúng ta hãy sẵn sàng dành thời gian, công sức, tiền bạc thì chúng ta mới đạt được kết quả. Còn nếu không, chúng ta bán hàng online cái kiểu là đăng bài lên trên trang cá nhân thì không bao giờ bán được hàng đâu. Và nếu mà chúng ta có may chăng bán được hàng đi chăng nữa thì một thời gian sau chúng ta cũng không bán được nữa, bởi vì chúng ta làm không đúng cách. Chúng ta làm không đúng cách và chúng ta thường ảo tưởng quá về bán hàng online là đăng cái bài lên là có người mua thôi. Đó, cho nên là đầu tiên, bước đầu tiên khi mà chúng ta xác định bán hàng online đó là chúng ta phải xác định tâm lý là không có cái điều gì dễ cả. Không có điều gì dễ cả, chúng ta phải dành thời gian, công sức, tiền bạc nếu mà chúng ta muốn kiếm được tiền, chúng ta muốn kinh doanh được. Bây giờ mình thử hỏi mọi người xem, chúng ta học 12 năm phổ thông, học 5 năm đại học, ra trường thì chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Vậy mà sao chúng ta định kinh doanh online mà chúng ta nghĩ rằng là một ngày dành ra từ 15 đến 20 phút mà chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, được 10, 20 triệu, 50 triệu được? Cho nên là không có chuyện đơn giản như vậy. Cho nên đầu tiên trước khi kinh doanh online, chúng ta phải xác định tâm lý, không có gì là dễ cả. Nếu chúng ta muốn kiếm tiền ở bất kỳ cực kỳ ngành nghề hay lĩnh vực gì, chúng ta phải dành thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Chúng ta phải đầu tư. Chúng ta phải đầu tư. Đầu tư cả về con người, cả về tiền bạc, đầu tư về tất cả mọi thứ. Đó. Cho nên là nhiều người nghĩ đơn giản là gì? Kinh doanh online là mình đăng mấy cái bài viết lên, rồi mấy hôm sau bảo là: anh ơi, tại sao em không bán được hàng? Tại sản phẩm hay tại gì? Không bán được hàng bởi vì mình chỉ copy bài lên thôi và mình không làm gì hết, và mình nghĩ bán hàng online đó là đơn giản như vậy. Đó. Thế cho nên là số 1 là phải xác định tâm lý. Chúng ta phải xác định nếu mà muốn kiếm tiền ở trên môi trường online thì phải dành thời gian, công sức cái ngày cái đêm, chứ không phải cái chuyện là một sớm một chiều chúng ta có thể kiếm được 5, 10 triệu, 20 triệu một cách dễ dàng được, đúng không nhở? Nhưng nghe lời
Chúng ta thấy là gì, mọi người bán hàng online, kinh doanh online, mình cũng muốn bán, mình cũng muốn làm, đúng không nhỉ? Đăng bài lên 5 hôm, đăng bài đến 7 hôm không thấy người mua, bắt đầu nản, bắt đầu bỏ cuộc. Đó là khi mà chúng ta xác định tâm lý không đúng, chúng ta xác định không đúng về cái ngành kinh doanh online này. Đấy là cái số 1. Ok. Chúng ta phải dành thời gian để học hỏi, để nghiên cứu, để làm, và làm rất nhiều luôn. Thế thì bạn có thể dành bao nhiêu thời gian một ngày để làm công việc này? Chúng ta phải xác định xem chúng ta phải dành bao nhiêu thời gian một ngày để làm công việc kinh doanh online này. Số 2 này, chúng ta comment số 2 này, xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu nhá, chúng ta ai đang xem chúng ta comment nhá. Xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu nhá. Thế thì chúng ta xác định mục tiêu của mình là kinh doanh, tại sao phải là kinh doanh online? Và chúng ta kinh doanh online để làm gì? Chúng ta lưu ý này. Chúng ta tại sao lại là kinh doanh online mà không phải là một ngành nghề khác, và chúng ta kinh doanh online để làm gì? Đó. Kinh doanh online để làm gì? Mục tiêu của chúng ta để làm gì? Bạn phải có mục tiêu đã. Nếu không có mục tiêu thì chúng ta không bao giờ đạt được kết quả gì hết. Vậy thì trước khi làm, chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu. Tại sao phải kinh doanh online? Tại sao bạn không muốn lựa chọn một ngành nghề khác? Và kinh doanh online của bạn để làm gì? Để kiếm tiền. Kiếm bao nhiêu tiền? Kiếm bao nhiêu tiền? Chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng. Có mục tiêu rõ ràng. Từ kiếm bao nhiêu tiền đấy thì chúng ta mới biết là chúng ta cần bán bao nhiêu sản phẩm một tháng. Chúng ta cần biết để bán bao nhiêu sản phẩm một tháng thì chúng ta phải có mục tiêu. Mục tiêu của bạn, ví dụ như có những người thì đang làm công chức, đúng không nhở? Chúng ta có thể là kiếm 5 triệu một tháng. Nhưng có những người mục tiêu là 50 triệu một tháng, hoặc có những người là 100, 200 triệu một tháng. Vậy thì mục tiêu của chúng ta là gì? Trước khi chúng ta làm, chúng ta phải biết được cái mục tiêu của chúng ta làm để làm gì đã. Làm để làm gì đã. Mục tiêu là kiếm tiền thì kiếm bao nhiêu tiền, đúng không nhở? Kiếm bao nhiêu tiền. Đó. Kiếm bao nhiêu tiền. Kiếm tiền để làm gì? Ok, nếu mà chúng ta xác định được cả kiếm tiền để làm gì thì chúng ta sẽ dễ đạt được hơn. Còn nếu không, ít nhất thì bạn cũng phải xác định được bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền đã. Bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền đã. Trước khi làm, trước khi kinh doanh thì bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền một tháng. Bạn hãy ghi ra. Ghi ra xem là mình muốn kiếm bao nhiêu tiền một tháng, 5 triệu hay 10 triệu hay là 100 triệu. Thì bạn phải có mục tiêu đã. Chúng ta không thể đạt được bất kỳ điều gì nếu mà chúng ta không có mục tiêu. Cả nhà lưu ý này, nếu mà chúng ta đặt mục tiêu là kiếm 5 triệu một tháng thì chúng ta sẽ chỉ kiếm được 5 triệu một tháng, hoặc cùng lắm là kiếm được khoảng 6-7 triệu một tháng thôi. Nhưng nếu mà mục tiêu của chúng ta là 50 triệu một tháng thì có lẽ rằng ít nhất bạn cũng phải kiếm được 10-20 triệu nếu mà chúng ta không đạt được mục tiêu, đúng không nhở? Vậy thì đầu tiên chúng ta phải đặt mục tiêu ra. Đặt mục tiêu ra, chúng ta mục tiêu của chúng ta kinh doanh online để làm gì? Có nhất thiết là phải kinh doanh online không? Và không kinh doanh online thì có làm sao không? Ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang có một cái công việc, đang có một cái công việc rồi. Đang có một cái công việc có thu nhập khoảng 5, 10 hoặc 20 triệu rồi. Vậy thì chúng ta làm thêm cái việc kinh doanh online. Vậy nhưng mà có những người thì khi mà có một công việc rồi mà chúng ta kinh doanh online thì nếu mà chúng ta không làm thì có làm sao không? Thì một số người khi người ta kinh doanh online, người ta làm thử, tức là làm thử xem là có hiệu quả hay không. Và khi người ta làm thử như thế thì làm tốt cũng được, không tốt cũng không sao. Không tốt cũng không sao, bởi vì người ta làm thử cho nên là không có mục tiêu. Khi làm thử không có mục tiêu như vậy thì có thể may mắn là làm được, và không may mắn thì không làm được. Và nếu mà làm thử như vậy, nếu mà dễ dàng thì người ta sẽ làm tiếp. Còn nếu gặp một chút khó khăn thì người ta sẽ bỏ, người ta không làm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không có mục tiêu. Kinh doanh online là làm thử xem sao thôi. Là làm thử xem sao thôi, chứ không phải là cái mục tiêu kiếm tiền chính của người ta. Còn nếu mà bạn đặt mục tiêu là gì? Bắt buộc bạn phải kiếm 5 triệu hoặc 10 triệu một tháng. Nếu không làm thì chết đói. Không làm thì con không có sữa uống chẳng hạn. Thì khi đó
bạn hành động sẽ mạnh mẽ hơn. Và khi đó bạn làm thì mới bắt đầu có kết quả được. Còn nếu chúng ta không có mục tiêu như vậy và chúng ta làm thử xem sao, thì tất cả những người mà làm thử xem sao đều là những người không bao giờ thành công. Đều là những người không bao giờ thành công cả. Còn nếu mà chúng ta bắt buộc phải làm, chúng ta bắt buộc phải làm vì ít nhất là đầu tiên là vì miếng cơm manh áo, đúng không nhở? Hoặc là vì một cái gia đình giàu có hạnh phúc hơn, hoặc chúng ta có những cái mục tiêu lớn hơn, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Còn nếu chúng ta thử làm, chúng ta làm cho vui thì không bao giờ đạt được kết quả. Ok, chào anh Dũng, chào chị Quý nha. Đó, cho nên là gì? Bước số 2 trong cái việc kinh doanh online không phải là làm thế nào, hoặc là dạy cách kinh doanh online, hay là mình phải học cách làm gì, đúng không nhở? Mà bước số 2 là mình xác định mục tiêu. Mình có xác định là theo cái con đường này đến cùng hay không, hay là chỉ làm cho vui thôi. Ở đây có hai cái ý chính nhá. Cả nhà lưu ý, có hai ý chính này. Thứ nhất là chúng ta có xác định là làm đến cùng để ra kết quả hay là không. Đấy là cái đầu tiên. Hay là mình làm cho vui, mình làm thử thôi. Hai là khi bạn đã xác định là kinh doanh online rồi, thì bạn xác định muốn kiếm bao nhiêu tiền một tháng. Muốn kiếm bao nhiêu tiền một tháng. Thì bạn phải biết được mục tiêu của mình. Bởi vì mỗi người có một cái mục tiêu khác nhau, mỗi người có kinh nghiệm khác nhau, và mỗi người có nguồn lực khác nhau. Cho nên là mục tiêu của mình thì mình phải là người biết rõ nhất. Không ai có thể đặt mục tiêu cho bạn được cả, đúng không nhở? Bạn phải là người đặt mục tiêu cho chính mình. Có những người kinh doanh đến với Quê Việt thì đặt mục tiêu là 5 sản phẩm một tháng. Nhưng có những người ngay khi đến với Quê Việt họ đã đặt mục tiêu là 500 sản phẩm một tháng rồi. Đã là 500 sản phẩm một tháng rồi. Vậy thì mục tiêu của chúng ta sẽ dựa trên nguồn lực, dựa trên kinh nghiệm và dựa trên những cái mong muốn của chúng ta. Và đặc biệt là dựa trên cái niềm tin của chúng ta. Mình tin mình có thể làm được tốt như người khác hay không. Mình có thể làm được tốt cho người khác hay không. Đó là cái bước số 2 chúng ta phải cần làm trước khi bắt đầu kinh doanh online. Cái bước số 3 chúng ta comment này. Bước số 3 là lựa chọn sản phẩm để kinh doanh. Cả nhà comment nhá. Cả nhà comment này. Lựa chọn sản phẩm để kinh doanh. Lựa chọn sản phẩm này. Ok. Lựa chọn sản phẩm này. Số đầu, cái thứ nhất trong việc lựa chọn sản phẩm, đầu tiên trong việc lựa chọn sản phẩm, ok, chào Lương Thuần. Đầu tiên trong việc lựa chọn sản phẩm là chúng ta phải chọn cái sản phẩm được ưa chuộng và có cái tệp khách hàng nó khá lớn một chút. Chọn sản phẩm được đón nhận và có tệp khách hàng lớn. Chọn sản phẩm được thị trường đón nhận và có tệp khách hàng lớn. Chúng ta comment nhá. Chọn sản phẩm được thị trường đón nhận và có tệp khách hàng lớn. Tại sao lại phải chọn sản phẩm có tệp khách hàng lớn? Chọn sản phẩm có tệp khách hàng nhỏ có được không? Ví dụ như là chúng ta bán hàng tệp khách hàng nhỏ là gì? Cho những người ví dụ có những thu nhập từ 50 triệu trở lên. Chỉ những người có thu nhập từ 50 triệu trở lên mới mua được sản phẩm của chúng ta thôi. Ví dụ đấy là tệp khách hàng. Hay là tệp khách hàng của chúng ta có thể bán cho những người có thu nhập từ 5 triệu trở lên. Vậy nếu mà bạn lựa chọn tệp khách hàng lớn có được không? Nhiều người bảo em bán lựa chọn tệp khách hàng nhỏ vẫn rất là tốt. Ví dụ như là bạn bán các cái sản phẩm mà có khách hàng, mà có cái khách hàng từ thu nhập từ 50 triệu trở lên thì bạn vẫn bán được. Nhưng trong cái trường hợp mà mình mới tham gia cái thị trường kinh doanh online, mình mới tham gia thị trường kinh doanh online mà bạn chọn cái sản phẩm, cái tệp khách hàng nó nhỏ quá. Bạn chọn cái tệp khách hàng, cái sản phẩm mà tệp khách hàng nó nhỏ quá, chúng ta sẽ rất khó để tiếp cận. Đúng không nhở? Ví dụ như là bây giờ mình bán cái sản phẩm mà cho người có thu nhập từ 5 triệu trở lên, thì cái số lượng người có thể mua sản phẩm của chúng ta rất là lớn, cho nên là chúng ta tiếp cận được nhiều. Nhưng nếu bạn chọn cái sản phẩm có tệp khách hàng nhỏ, tức là cái sản phẩm ví dụ như là rất là cao cấp, người có thu nhập từ 50 triệu trở lên với mua được cái sản phẩm của chúng ta, thì để tiếp cận ban đầu nó sẽ rất là khó, đặc biệt là cho những cái người mới làm. Đặc biệt là cho những người mới làm. Đúng không nhở? Đấy là phải sản phẩm phải có tệp khách hàng lớn để chúng ta khi chúng ta mới tiếp cận với thị trường online, chúng ta phải bán được hàng đã. Chúng ta phải tạo ra kết quả đã. Còn nếu mà chúng ta
tìm một cái sản phẩm mà thị trường nó nhỏ quá, cái tệp khách hàng nó nhỏ quá thì chúng ta tiếp cận được rất ít, và khi bạn tiếp cận được rất ít với kinh nghiệm mình cũng ít nữa thì mình sẽ rất khó để bán được, tạo ra kết quả. Mà ngay cái lúc đầu mà mình đã không bán được rồi thì mình sẽ mất tinh thần và mình sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Đó là cái điều lý do tại sao chúng ta phải chọn cái sản phẩm có cái tệp khách hàng rộng một chút khi chúng ta mới kinh doanh online, để cho dễ dàng nhiều người có thể mua được sản phẩm của chúng ta một cách dễ dàng, không kén chọn khách hàng quá trong những cái lần đầu chúng ta tham gia kinh doanh online. Còn khi bạn thành chuyên gia rồi, bạn có kinh nghiệm, bạn có lão luyện rồi, thì lúc đó bạn lựa chọn cái sản phẩm có tệp khách hàng lớn hay tệp khách hàng nhỏ không còn quan trọng nữa, đúng không nhở? Và cái sản phẩm của bạn phải được cái thị trường đón nhận. Nếu mà một cái sản phẩm mà rất khó được thị trường đón nhận thì bạn cũng không thể bán được hàng ra. Bạn không thể bán được hàng ra. Thì chúng ta xem là cái sản phẩm nào ở trên thị trường đang bán nhiều, đang hot, thì chúng ta hãy bán những cái sản phẩm đó. Còn những cái sản phẩm mà còn chưa bao giờ nghe thấy, tức là cái sản phẩm nó rất là lạ, thì chúng ta không thể biết được cái sản phẩm đấy bán có hiệu quả hay không, thì cái độ rủi ro khi chúng ta làm nó sẽ cao. Những cái sản phẩm mà không biết là thị trường có đón nhận hay không, chúng ta làm thì có thể thành công, có thể không thành công, nhưng độ rủi ro nó sẽ cao. Đó. Thì đấy là hai yếu tố. Thứ nhất là sản phẩm được thị trường đón nhận. Thứ hai là tệp khách hàng lớn. Thứ ba là chọn cái sản phẩm có chất lượng. Chọn sản phẩm có chất lượng. Ok. Tại sao phải chọn sản phẩm có chất lượng? Bởi vì nếu mà chúng ta bán cái sản phẩm không có chất lượng thì chúng ta có thể bán được một lần, hai lần mà thôi. Còn nếu mà sản phẩm có chất lượng thì khách hàng mới thể quay trở lại để ủng hộ chúng ta được. Cho nên là khi chúng ta kinh doanh online, các bạn phải lựa chọn một cái sản phẩm có chất lượng để kinh doanh. Lựa chọn một cái sản phẩm có chất lượng để kinh doanh thì cái vòng đời khách hàng quay trở lại trung thành với ta rất là lớn. Và chúng ta luôn nhớ rằng Để tìm một khách hàng mới thì chúng ta cần bỏ thời gian, tiền bạc và công sức ra rất là nhiều. Vì vậy bạn hãy chọn những cái sản phẩm có chất lượng để cho chúng ta có những cái người khách hàng trung thành. Để cho chúng ta có những khách hàng trung thành thì bạn phải chọn cái sản phẩm có chất lượng. Có chất lượng để làm gì? Người ta mua một lần đúng không nhở? Người ta quay lại, người ta mua lần hai, người ta mua lần ba, người ta còn giới thiệu bạn bè cho. Nếu mà bạn bán một sản phẩm chất lượng thì bạn không cần hỏi, bạn không cần bảo là giới thiệu cho người này người kia, nhưng họ sẽ tự đi giới thiệu cho những người khác. Nếu sản phẩm của bạn chất lượng, bạn không cần quảng cáo, bạn không cần nói nhiều, nếu họ dùng, khách hàng dùng có hiệu quả thì họ sẽ tự đi giới thiệu cho các bạn. Họ sẽ là những người quảng cáo cho các bạn. Và điều đặc biệt rất là tuyệt vời đó là gì? Khi khách hàng mà quảng cáo cho bạn thì đó, lúc đó sản phẩm của bạn thực sự là tuyệt vời. Khi khách hàng quảng cáo cho bạn thì cái độ tin tưởng từ khách hàng nó sẽ rất là cao. Bởi vì sao? Mình là người bán hàng. Người bán hàng mà nói tốt về cái sản phẩm của mình thì là cái điều đương nhiên. Cái điều ai cũng làm được. Có ai mà bán hàng mà không nói tốt về sản phẩm của mình không nhỉ? Nhưng nếu mà mình khách hàng mà nói tốt về sản phẩm của bạn thì đó mới thực sự là sản phẩm tốt. Còn nếu mình chỉ nói tốt về sản phẩm mình thôi, điều đó ai cũng làm như vậy. Tất cả những người bán hàng đều làm như vậy. Cho nên bạn phải cần có một cái sản phẩm chất lượng thì khách hàng mới nói tốt về bạn, mới nói tốt về sản phẩm của bạn và mới giới thiệu cho người khác để họ xem, để họ mua, để họ ủng hộ bạn, thì họ sẵn sàng giới thiệu. Dù là bạn có trả công cho họ hay không trả công cho họ, họ cũng sẽ giới thiệu sản phẩm của bạn. Đơn giản là sản phẩm của bạn có giá trị với họ, có giá trị với người thân của họ thì họ sẽ tự giới thiệu mà bạn không cần mời họ giới thiệu. Đó là vì sao? Sản phẩm chất lượng. Tiếp theo lựa chọn sản phẩm để kinh doanh online này. Lựa chọn thì phải... Ok, xin chào Đoá Hồ Thảo nha. Tiếp theo là một sản phẩm kinh doanh online phải có đủ lợi nhuận. Bởi vì khi kinh doanh online, chúng ta không phải cái việc đơn giản là đăng bài, không phải chỉ đăng bài lên và chờ khách mua hàng, mà chúng ta cần học, chúng ta cần làm, chúng ta cần mất rất nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Vậy cho nên bạn phải lựa chọn cái sản phẩm nào có một chút lợi nhuận để bạn có thể có thời gian, có đủ cái lợi nhuận để bạn phát triển, để bạn học tập
để bạn nghiên cứu, để bạn dành thời gian cho nó. Còn nếu một sản phẩm mà bạn kinh doanh nó lợi nhuận quá thấp thì mình không thể đủ trang trải cho cuộc sống, vậy làm sao có thể bán được sản phẩm đó, đúng không nhỉ? Cái thứ ba đó là sản phẩm phải có đủ lợi nhuận. Tiếp theo về lựa chọn sản phẩm thì chúng ta phải lựa chọn công ty. Chúng ta phải lựa chọn công ty uy tín và người đứng đầu uy tín. Lựa chọn công ty uy tín và người đứng đầu uy tín. Tại sao lại phải lựa chọn công ty uy tín và người đứng đầu uy tín? Nếu mà một công ty không uy tín, một người dẫn đầu mà không có uy tín thì không thể đảm bảo cho bạn rằng cái sản phẩm nó chất lượng được. Có thể là bây giờ như thế này, một người không có uy tín, một người không có lòng tin từ người khác. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã mất lòng tin của người khác rồi. Một người không có uy tín mà không có lòng tin của người khác như vậy thì liệu rằng họ có chắc chắn, chúng ta có kinh doanh, chúng ta có chắc chắn rằng cái sản phẩm của họ sẽ là sản phẩm chất lượng hay không? Có thể lúc đầu chúng ta lựa chọn sản phẩm có thể là chất lượng, nhưng sau một thời gian, bởi vì họ không phải là người có uy tín, bởi vì họ không phải là người kinh doanh có tâm, thì sau một thời gian cái chất lượng họ sẽ giảm xuống để làm gì? Để tăng lợi nhuận lên. Họ sẽ giảm chất lượng để tăng lợi nhuận lên. Cho nên là gì? Chúng ta phải hiểu, chúng ta khi chúng ta kinh doanh, chúng ta vì sao những cái sản phẩm có thương hiệu nó rất đắt nhưng người ta vẫn mua? Bởi vì uy tín, đúng không nhỉ? Sản phẩm rất đắt nhưng người ta vẫn mua bởi vì người ta biết chắc chắn rằng mua cái sản phẩm với cái tên đấy thì không bao giờ có chất lượng kém cả. Cho nên là đắt hơn rất nhiều lần thì người ta vẫn mua. Ví dụ một bộ quần áo bình thường chúng ta mua có thể là 200.000, 500.000, 1 triệu. Nhưng một bộ quần áo hàng hiệu thì có thể là 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, đúng không nhỉ? 5 triệu, 10 triệu nhưng người ta vẫn mua. Đơn giản là bởi vì sao? Bởi vì cái thương hiệu đó. Thế điều gì tạo nên cái thương hiệu đó để người ta mua? Phải có uy tín và chất lượng trong một thời gian rất dài rồi thì mới tạo nên cái thương hiệu đó. Cho nên là khi chúng ta kinh doanh online, chúng ta lựa chọn sản phẩm kinh doanh online, chúng ta phải lựa chọn công ty và người dẫn đầu. Người đó phải là những người uy tín, công ty đó phải là công ty uy tín thì nó mới lâu bền được. Còn công ty mà nó không uy tín, người đứng đầu mà nó không uy tín thì không thể đảm bảo cho bạn rằng cái sản phẩm nó chất lượng được. Đó là lý do vì sao chúng ta phải lựa chọn sản phẩm, chúng ta phải lựa chọn công ty uy tín và người đứng đầu uy tín, đáng tin cậy. Một người mà đáng tin cậy được rất nhiều người tin tưởng từ xưa đến nay rồi, tức là gì? Họ phải có một cái điều gì đó thì người ta mới tin tưởng được, đúng không nhỉ? Nếu mà một người bình thường không có uy tín, không có tin tưởng gì thì làm sao mà có uy tín của người đó được? Chắc chắn là những cái công việc trước kia họ làm, những con người trước kia họ gặp, tất cả những gì họ trải qua, họ là người rất là cam kết, là người rất là uy tín rồi. Thì bây giờ họ kinh doanh cùng bạn, họ bán hàng cùng bạn, họ dẫn dắt bạn thì họ sẽ dẫn dắt bạn theo đúng cái cách đấy và đúng cái sự uy tín đó. Ok. Cái tiếp theo trong cái lựa chọn sản phẩm này, chúng ta comment này, tiếp theo trong cái lựa chọn sản phẩm, chúng ta nhớ rằng khi kinh doanh online, chúng ta không bao giờ bán nhiều thương hiệu, nhiều sản phẩm một lúc. Không bao giờ bán nhiều sản phẩm, nhiều thương hiệu một lúc. Chúng ta comment nhá. Ai đang xem thì chúng ta hãy comment nhá. Không bán nhiều sản phẩm hoặc là nhiều thương hiệu một lúc. Không bán nhiều sản phẩm, nhiều thương hiệu cùng một lúc. Chúng ta hãy comment nhá. Ai đang xem thì chúng ta comment nhá để tiếp tục nào. Chuẩn bị có người nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng bởi vì xe nhiều nhất rồi. Thời gian xe chia sẻ vẫn còn, chúng ta hãy chia sẻ và tag bạn bè mình vào. Bởi vì sao lại phải chia sẻ tag bạn bè mình vào? Bởi vì những cái điều này biết đâu có thể giúp được ai đó, họ nghe được những cái nội dung này, họ nghe được những cái thông tin này thì biết đâu rất là có ích cho họ, đúng không nhở? Vì vậy chúng ta hãy chia sẻ cho bạn bè, cho đội nhóm của mình, cũng như chia sẻ đến các hội nhóm, biết đâu chúng ta có thể giúp được một người nào đó. Khi chúng ta giúp được một người thôi, điều đó là có tuyệt vời không ạ? Chỉ cần một người thôi, không cần nhiều. Ok. Chia sẻ cho cả nhà lý do vì sao mà không bán nhiều sản phẩm, không bán nhiều thương hiệu một lúc. Khi chúng ta bán nhiều sản phẩm, khi chúng ta bán nhiều thương hiệu một lúc, chúng ta không thể có câu chuyện được. Chúng ta không thể có câu chuyện để nói với khách hàng được.
bây giờ các bạn thử xem, nếu các bạn mua một hàng hiệu, một hàng chất lượng, các bạn có đến cái cửa hàng tạp hóa hay không? Các bạn có ra những cái nơi mà bán tất cả các loại trên đời này bạn mua hay không? Nếu bạn mua hàng thương hiệu thì bạn phải ra đúng cái shop bán cái hàng đấy bạn mua, đúng không nhở? Bạn phải ra cái đúng cái shop bán cái hàng đấy bạn mua chứ. Các bạn có ra cái cửa hàng tạp hóa để mua hàng chất lượng cao không? Không, đúng không nhở? Đấy là lý do vì sao chúng ta khi chúng ta kinh doanh online, chúng ta không nên bán nhiều sản phẩm, nhiều thương hiệu. Bởi vì sao? Cái gì bạn bán thì bạn cũng khen tốt, đúng không nhở? Cái gì mình bán mình cũng khen tốt, mình phải khen tốt thì mình mới bán được chứ. Vậy thì tất cả những thứ mà mình có đều tốt. Mình có hàng trăm sản phẩm, tất cả đều tốt. Khi mà tất cả đều tốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có cái gì tốt cả. Đấy, thử bạn thử đến cái cửa hàng bách hóa bán hàng nghìn sản phẩm xem. Bạn có dễ tìm được một cái sản phẩm có thương hiệu, dễ tìm một cái sản phẩm chất lượng không nhở? Đấy là cái lý do đầu tiên. Lý do đầu tiên không bán nhiều sản phẩm, không bán nhiều thương hiệu một lúc, đó là cái bách hóa thì không thể bán nhiều được cái sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu được. Mà bạn muốn mua sản phẩm thương hiệu, sản phẩm có thương hiệu, có uy tín, thì bạn phải đến cái shop đấy, cái cửa hàng chuyên bán cái sản phẩm đó, thì bạn mới mua được cái thương hiệu tốt chứ. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai mà không bán nhiều sản phẩm, không bán nhiều thương hiệu, đó là mình không có câu chuyện để kể với khách hàng. Không có câu chuyện để kể với khách hàng. Để bán được hàng online không phải chỉ cái việc là chúng ta đăng bài lên trang cá nhân đâu, mà chúng ta phải có tình yêu, phải có đam mê, phải có câu chuyện với nó, bạn mới bán được nhiều, bạn mới bán được số lượng lớn. Nhưng nếu mà bạn cứ bán tất cả các sản phẩm thượng vàng hạ cám, bạn đều có, tất cả mọi thứ trên đời bạn đều có, thì làm sao bạn có kể câu chuyện được về sản phẩm của bạn? Bạn làm sao có tình yêu, đam mê về cái thương hiệu, về cái sản phẩm đấy, thì làm sao bạn có thể bán được số lượng nhiều? Tất cả những đại lý mà bán được xuất sắc của quê Việt là họ chỉ bán quê Việt thôi. Họ chỉ bán quê Việt thôi thì họ mới xuất sắc được. Còn bất kỳ người nào mà bán hơn một thương hiệu thì họ không bao giờ xuất sắc được. Họ không bao giờ bán hàng xuất sắc được. Cho nên là chúng ta đừng nhầm cái việc bán hàng online, tức là gì? Tiện thể. Tức là gì? Tiện thể đằng nào cũng một công bán hàng. Thế em sẽ bán thật nhiều thứ, em sẽ bán thật nhiều hàng, đằng nào cũng một công đăng, đằng nào cũng một công online, và mình bán thượng vàng hạ cám. Tất cả cái loại trên đời, mình thấy cái gì hay hay ở trên mạng, thấy cái gì mà người ta kể là đang hot, đang mốt, đang lợi nhuận nhiều, đang bán được nhiều, là chúng ta đều mang về chúng ta bán. Chúng ta đều đăng bài thử xem có bán được hay không. Thử xem có bán được hay không. Và tất cả những người thử xem có bán được hay không ấy, thì đều là những người không bao giờ bán được hàng. Không bao giờ bán được hàng. Nếu mà bạn làm việc theo cái kiểu thử xem có bán được hay không. Cho nên lưu ý trong cái việc lựa chọn sản phẩm này, chúng ta không bao giờ bán nhiều sản phẩm, nhiều thương hiệu một lúc. Nếu bạn thực sự nghiêm túc với cái công việc kinh doanh online, bạn thực sự muốn kiếm tiền trên kinh doanh online, thì hãy dừng ngay cái việc bán nhiều sản phẩm đi. Thì bạn sẽ trở nên xuất sắc hơn, bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn mà chính bạn mong đợi từ trước đến nay. Hơn chính bạn mong đợi từ trước đến nay. Ok, đó là nội dung thứ 3 cho người kinh doanh online, cho người mới bắt đầu kinh doanh online, đúng không nhở? Tiếp theo này, số 4 này, học tập về sản phẩm và cách bán hàng. Học tập về sản phẩm và cách bán hàng. Cái điều mà chúng ta hay làm khi bán hàng online đó là gì? Thấy cái sản phẩm gì hay, chúng ta vội vàng copy một bài đăng lên trên trang cá nhân và hy vọng rằng bán được hàng, và hy vọng rằng chúng ta có thể bán được hàng. Nhưng khi khách hàng hỏi đến sản phẩm của bạn thì bạn không biết tư vấn làm sao cả, và lúc đấy chúng ta cuống lên và chúng ta sẽ mất cái người khách hàng đó. Chúng ta mất ngay người khách hàng đó khi chúng ta không trả lời được câu hỏi của khách hàng. Cho nên là cái điều mà chúng ta cần làm khi mà chúng ta định bán hàng online, đó là chúng ta học tập về sản phẩm. Đầu tiên chúng ta phải học tập về sản phẩm. Chúng ta phải hiểu rõ công dụng, tính năng của sản phẩm. Chúng ta phải hiểu rõ cách dùng, cách sử dụng, liều lượng, tất tần tật cả mọi thứ về sản phẩm. Có thể những nội dung mà công ty có thể đưa cho bạn, có thể bạn không cần nội dung mà công ty đưa cho bạn. Bạn có thể là gì? Xin chào thành viên đến sau nha.
bạn có thể tự học trên Internet rất là nhanh thôi. Rất là nhanh thôi, cho nên là chúng ta trước khi chúng ta làm phải học về sản phẩm thật là kỹ. Để làm gì? Để khi mà chúng ta tư vấn cho khách hàng ấy, không có câu nào mà mình không trả lời được cả. Còn nếu mà khi mà bạn đăng bài lên bán hàng online, khách hỏi là cái này dùng như thế nào, công dụng ra sao, bắt đầu ok, xin chào Vũ Hùng, bắt đầu chúng ta mới luống cuống lên tìm là sản phẩm này công dụng ra sao này, bắt đầu inbox loạn lên để hỏi ô cái này dùng như thế nào, liều lượng như ra sao. Bạn không biết cái điều đó thì bạn đã mất ngay một khách hàng rồi. Và chúng ta nhớ là nếu mà họ chưa mua hàng của bạn ấy, để họ mua hàng của bạn thì rất là dễ. Nhưng nếu mà họ đã từ chối bạn rồi, tức là bạn để cho một người khách hàng ra đi rồi, thì bạn gọi họ quay lại nó cực kỳ là khó, cực kỳ là khó. Cho nên thà bạn chưa tiếp cận với người đó thì không sao, nhưng bạn đã để cho họ từ chối bạn rồi thì bạn biến họ trở thành khách hàng của mình sẽ cực kỳ khó. Cho nên bạn phải học về sản phẩm, học về nội dung, học về công dụng, học về chức năng, học tất cả mọi thứ về sản phẩm. Học càng kỹ, học càng sâu, học càng nhiều thì càng tốt. Khi mà bạn trở thành chuyên gia về cái sản phẩm đó thì bạn sẽ chốt sale được, bạn có thể hướng dẫn người khác dùng được, bạn có thể hướng dẫn người khác làm cho có kết quả được. Còn bạn vẫn chưa hiểu về sản phẩm mà bạn vội vàng đăng bán cái sản phẩm đó thì không thể có kết quả được. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải học tập thật kỹ về sản phẩm. Bạn đã lựa chọn sản phẩm rồi thì hãy học thật kỹ về nó, công dụng, tính năng, cách dùng, liều lượng. Có những cái có thể nhà sản xuất hướng dẫn cho bạn, kể cả nhà sản xuất không hướng dẫn cho bạn cũng không sao hết, bạn tự học được. Bây giờ học một thứ rất là dễ thôi, bạn có thể lên Internet bạn tìm một ngày, hai ngày, ba ngày thôi. Bạn chỉ cần dành một chút thời gian ra thôi thì chắc chắn với bạn rằng bạn sẽ trở thành chuyên gia trong cái sản phẩm đấy, chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy. Bởi vì nếu mà bạn muốn bán hàng, muốn kiếm tiền thì bạn phải là chuyên gia. Còn nếu không, bạn cứ ngu nga ngu ngơ, ai hỏi gì bạn cũng không biết, bạn tìm chỗ nọ, bạn hỏi chỗ kia và bạn không trả lời được khách hàng ngay là bạn không thể bán được hàng. Cái điều số 2 đó là gì? Học tập về cách bán hàng. Học tập cách bán hàng. Bán hàng online không phải là đăng bài lên rồi chờ người ta đến mua. Bán hàng online có cả một quy trình, bán hàng online có cả một phương pháp. Bán hàng online cần rất nhiều nội dung, cần rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ việc đăng bài lên rồi chờ khách hàng đến. Có những người nói là gì? Anh ơi, em làm suốt rồi nhưng chưa có kết quả, bảo em làm như thế nào? Ngày nào em cũng đăng bài anh ạ, em đăng bài và em lên trên đó, em xem có ai mua không, nhưng không có ai inbox cho em cả. Nhưng không có ai inbox để hỏi mua hàng cả. Đó, thì chúng ta thường nhầm lẫn là gì? Chúng ta nghĩ là bán hàng online là cái việc rất đơn giản, chỉ cần đăng bài lên và chờ người ta đến mua. Đăng bài lên và chờ người ta đến mua. Cho nên là khi mình đăng bài lên một ngày, hai ngày đến 10 ngày cũng không hiểu lý do vì sao mà không có ai mua cả. Vậy cho nên chúng ta phải học cách bán hàng. Học cách bán hàng. Chúng ta phải học cách bán hàng thì chúng ta mới bán được hàng, chứ không phải là cái việc đăng bài lên trên trang cá nhân là chúng ta bán được hàng đâu. Học cách viết nội dung, học cách đăng hình ảnh, học cách tối ưu hóa trang cá nhân. Ok Thúy. Học cách tối ưu hóa trang cá nhân. Học rất là nhiều thứ, đúng không nhở? Nếu mà bạn ở trong đội nhóm một công ty nào đó, sẽ có những người chỉ bảo bạn. Còn nếu mà bạn không may mắn mà có những người chỉ bảo bạn thì bạn học tập bằng cách nào? Mình lên trên mạng, mình lên trên Google. Học bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu và hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí. Còn nếu bạn nghiêm túc với công việc này, bạn có thể đầu tư tiền, đi học những khóa học, tham gia các buổi hội thảo, mua những cuốn sách. Rất là nhiều cách để chúng ta học. Quan trọng là gì? Chúng ta có muốn học hay không? Và chúng ta có cái tư duy là khi kinh doanh online là phải học tập hay không? Đúng không nhở? Chúng ta phải có cái tư duy đó đó. Chứ không phải là anh ơi em đăng bài rồi nhưng mà chẳng có ai mua cả. Em đăng bài mấy ngày rồi em chán lắm anh ạ. Chúng ta đang làm sai cách. Người ta bảo là gì? Người ta bảo là nhiệt tình cộng với ngu dốt thì tạo thành phá hoại, đúng không nhở? Nếu mà bạn đưa súng cho một con khỉ thì làm sao? Nó sẽ bắn chết bạn luôn. Đó là cái việc mà mình không có kiến thức, mà mình làm theo một cách máy móc. Mình làm theo một cách máy móc, mình luôn luôn muốn đăng bài lên và chờ bán được hàng. Và bạn không học điều gì mới cả.
bạn không nghiên cứu điều gì mới cả, bạn không học điều gì về bán hàng, về kinh doanh cả, về sản phẩm cả. Và bạn chỉ nghĩ rằng là gì? Cái việc bán hàng online đơn giản, nó copy bài lên và chờ thôi. Copy bài lên và chờ thôi. Kinh doanh online nó không phải như vậy. Kinh doanh online nó không phải như vậy. Kinh doanh online này, nó còn khó hơn kinh doanh offline gấp 100 lần. Vì sao kinh doanh online lại khó hơn kinh doanh offline? Kinh doanh offline, xin nói với các bạn rằng, bạn sờ được sản phẩm, bạn biết được người bán, bạn dùng được sản phẩm, bạn xem được sản phẩm, bạn thử được sản phẩm, đúng không nhở? Vậy thì mình lại có tiếp cận trực tiếp với khách hàng. Cho nên là kinh doanh online còn bán hàng còn rất là dễ. Nhưng khi bạn bán kinh doanh offline, đúng không nhở? Nhưng khi bạn kinh doanh online, sản phẩm chúng ta không thể sờ được, chúng ta không thể nhìn được, người mua có khi chúng ta còn không biết địa chỉ, đúng không nhở? Chất lượng tốt hay không là chỉ nghe qua người nói thôi. Vậy cho nên là kinh doanh online để bán được một sản phẩm trên online còn khó hơn bán được một sản phẩm ở môi trường offline 100 lần. Khó hơn gấp 100 lần. Cho nên là tất cả những ai mà ảo tưởng là cái việc kinh doanh online là đăng bài lên rồi chờ người mua, thì hãy dừng ngay cái việc đó lại. Nó không đơn giản như vậy đâu. Nó không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta phải học, học rất nhiều. Chúng ta cần nhiều kiến thức hơn là một người bán hàng offline. Bởi vì sao? Bán hàng offline mình chỉ cần mở một cái cửa hàng ra thôi. Và chúng ta chỉ ngồi dạng chân từ sáng đến trưa xem có ai đến mua và chúng ta thanh toán, đúng không nhở? Thế nhưng mà bán hàng online mà bạn làm như vậy thì chắc chắn rằng 10 năm bạn không bán được một sản phẩm nào. Nếu mà chúng ta chỉ đăng bài và chúng ta dạng chân ngồi đó. Nhưng bán hàng offline thì có thể thế được. Đâu có cần mời khách đâu, đâu có cần kỹ năng gì đâu. Mình có một cái cửa hàng thật đẹp, đúng không nhở? Bán những cái thương hiệu uy tín, đúng cái chỗ đông người, thế là người ta vào người ta mua rồi. Chẳng cần kỹ năng gì cả. Vậy thì bán hàng online khó hơn nhiều. Sao chúng ta lại nghĩ là đơn giản và chúng ta không học điều gì? Cho nên bạn nhớ rằng kinh doanh online bạn phải học về sản phẩm, học về cách bán hàng, và đặc biệt là chúng ta phải học về chính bản thân mình. Chúng ta phải phát triển bản thân. Bởi vì sao? Chúng ta có thể mất tiền, chúng ta có thể mất mọi thứ, nhưng những cái kiến thức của chúng ta thì không bao giờ mất được. Nếu mà bạn có kiến thức thì ngày mai có thể bạn mất hết sạch số tiền, nhưng ngày kia bạn có thể kiếm lại được. Năm nay bạn có thể mất hết tiền, nhưng sang năm bạn có thể kiếm lại được. Đó là nếu bạn có kiến thức. Cho nên chúng ta phải học về sản phẩm, học tập về cách bán hàng và phát triển chính bản thân của chúng ta. Đó là cái điều số 4. Chúng ta hiểu điều số 4 này chưa nhở? Ai rõ ràng điều số 4 rồi hãy comment nhá. Giờ chúng ta sẽ đến phần 5 nhá. Phần 5 chúng ta comment này. Ai đang xem chúng ta bắt đầu comment nội dung phần 5 này. Phần 5 là cái phần mà để các bạn có thể bắt đầu được. Để các bạn có thể bắt đầu được, chúng ta phải có cái phần 5 này, chúng ta mới có thể bắt đầu được. Chúng ta comment này, năm nhỏ này. Loại bỏ các rào cản. Loại bỏ các rào cản, chúng ta comment nhá. Loại bỏ các rào cản. Rào cản đầu tiên trong kinh doanh online là gì? Ngại bán hàng online. Tức là gì? Nhiều người nghĩ rằng bán hàng online là một thứ gì đó rẻ mạt, một thứ gì đó không đáng trân trọng. Cho nên là gì? Họ ngại. Họ là những người có chức vụ cao, họ là những người có thu nhập cao, họ là những người có địa vị trong xã hội, hoặc họ cũng không là gì nhưng mà họ ngại bán hàng online. Đó là cái rào cản đầu tiên. Rào cản đầu tiên mà chúng ta cần phải vượt qua đó là loại bỏ cái sự ngại bán hàng online đi. Bán hàng online là một công việc rất là chân chính, một công việc rất là đáng tự hào, đúng không nhở? Không có gì phải xấu hổ khi chúng ta bán hàng online cả. Cho nên cái rào cản đầu tiên mà rất nhiều người gặp phải đó là ngại. Em ngại đăng bài lắm. Bình thường thì có thể là mình là những cái người có địa vị trong xã hội này, mình là những người có vai vế này, hoặc là mình đơn giản là mình ngại lên gặp mọi người thôi, ngại tương tác với mọi người thôi, ngại gặp người khác, ngại cái nơi đông người thôi,
Vấn đề nó nằm ở đây. Vấn đề là gì? Một là bạn ngại, hai là mình chết đói. Các bạn lựa chọn đi. Một là bạn bước ra ngoài kia làm và kiếm tiền. Hai là mình mãi mãi như vậy, mình mãi mãi chấp nhận với cái cuộc sống hiện tại này, thì bạn có thể ngại đi. Xin nói với các bạn rằng rất là nhiều người giàu có, rất là nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, họ có rất là nhiều tiền rồi. Họ cũng có thể bán hàng online được. Vậy thì mình có là gì mà mình phải ngại, đúng không nhở? Trong khi đó còn không đủ tiền để sống, không đủ tiền để ăn, không đủ tiền để cho gia đình. Nhưng mà khi mà nói thì lại nói là em ngại lắm. Em ngại lắm, đúng không nhở? Em xấu hổ lắm. Đó, ngại bán hàng online. Hoặc là mình sợ người khác chê cười, mình sợ người khác phán xét về cái công việc của mình. Cho nên là gì? Mình ngại. Tất cả hàng hóa bây giờ, cách đây rất là lâu rồi, bao nhiêu năm về trước rồi, thì Bill Gates đã nói là gì? Nếu mà bạn không đưa công việc của bạn, không đưa công việc kinh doanh của bạn, nếu 10 năm nữa bạn không đưa công việc kinh doanh của bạn lên môi trường online thì bạn quá lỗi thời rồi. Không đưa công việc kinh doanh của bạn lên internet thì bạn đã quá lỗi thời rồi, đúng không nhở? Vậy thì những người mà bây giờ vẫn không bán hàng online, vẫn không đưa công việc kinh doanh lên online, họ mới là những người lỗi thời. Còn mình bán hàng online thì đâu có gì phải ngại, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta không phải ngại cái việc bán hàng online, không phải ngại việc gặp đông người, không phải ngại cái việc tương tác với nhiều người. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn phải làm, còn phải kiếm sống, không có ai phán xét mình hết, đúng không nhở? Nhỡ mình đăng lên người này cười thì sao, người kia chê cười thì sao, đúng không nhở? Không ai phán xét bạn đâu. Không ai phán xét, không ai chê cười các bạn cả. Đó là chúng ta tự nghĩ như vậy mà thôi. Chúng ta tự nghĩ như vậy mà thôi. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng không phải loại bỏ cái rào cản là ngại bán hàng online. Có thể là mình có một cái địa vị, có một cái chức vụ gì đó, cho nên là mình ngại bán hàng online. Hoặc là đơn giản là gì? Mình ngại tiếp xúc với đông người, ngại đăng bài. Vậy cái việc kiếm tiền để nuôi sống mình, cái việc kiếm tiền để nuôi sống gia đình mình nó quan trọng hơn, hay là cái sĩ diện của bạn nó quan trọng hơn? Thực ra đây không gọi là sĩ diện mà gọi là gì nhỉ? Xấu hổ à? Mình cũng không biết gọi chính xác là cái từ gì cả. Nhưng đơn giản là mình phải tự tin để mình kiếm tiền, để mình lo cho gia đình mình đã, trước khi mà sợ người khác chê cười, trước khi mà sợ người khác phán xét. Thì bạn phải kiếm sống để nuôi được gia đình, nuôi được vợ con, đúng không nhở? Bạn phải làm được cái điều ấy đó, điều ấy đã. Bạn không có quyền ngại. Bạn chỉ có quyền ngại khi mà bạn đã giàu có, bạn đã có rất nhiều tiền rồi, thì lúc đó bạn có quyền ngại được. Còn khi mà mình chưa giàu có, mình chưa có tiền, thì làm sao bạn có thể đưa cho mình cái quyền ngại bán hàng online được, ngại tiếp gặp với đông người được. Bảo ra chỗ này đi, ra chỗ kia đi, em ngại gặp đông người lắm. Vậy thì em có ngại ăn hay không? Con em có ngại xin tiền em đóng học hay không? Đúng không nhở? Thế thì tại sao mình lại ngại gặp cái chỗ đông người? Ok, đồng ý là bạn ngại. Nhưng mình làm những việc mình phải làm, chứ không phải là mình làm những việc mình thích làm. Nếu cái việc này mang lại lợi ích cho mình, mang lại tiền cho mình, mang lại lợi ích cho gia đình mình, thì việc đấy là việc mình phải làm, chắc chắn mình sẽ phải làm, không có liên quan gì đến việc ngại hay không cả. Ngại thì đấy là việc của bạn. Còn kiếm tiền thì bạn vẫn phải kiếm, đúng không nhở? Cho nên là chúng ta phải loại bỏ cái rào cản đầu tiên, đó là ngại bán hàng online. Cái rào cản thứ hai là gì? Cái rào cản thứ hai khi chúng ta bán hàng online là bắt đầu khi chúng ta mới bắt đầu kinh doanh online, thì chúng ta nói là gì? Em không có kinh nghiệm, em không có kỹ năng, em không biết gì hết, em có làm được không? Đúng không nhở? Không ai sinh ra là biết mọi thứ cả. Tất cả những người giỏi hơn bạn, những người đã tạo ra kết quả, những người đã đi trước có những thành tựu, là họ làm trước bạn mà thôi, họ thất bại trước bạn mà thôi. Cho nên là đừng nói là em không có kinh nghiệm, em không có kỹ năng. Kinh nghiệm với kỹ năng chúng ta có hoàn toàn có thể đọc được, hoàn toàn có thể học được. Và tất cả những người có kinh nghiệm, có kỹ năng thì họ cũng phải trải qua những cái giai đoạn không có kinh nghiệm, giai đoạn không có kỹ năng như bạn mà thôi. Thử hỏi rằng ai mà không học mẫu giáo chúng ta có thể lên học đại học được? Ai không học qua cấp 1 mà chúng ta có thể lên học cấp 2 được?
Cho nên là gì? Chúng ta nhớ rằng tất cả mọi người họ bắt đầu cũng giống như mình. Họ cũng sinh ra, họ cũng lớn lên, họ cũng phải đi học mẫu giáo, họ cũng phải đi học cấp 1, họ cũng phải đi học cấp 2. Họ cũng phải trải qua những cái bước đó. Thế tại sao họ bán được nhiều hàng hơn? Tại sao họ thành công hơn? Bởi vì họ trải qua cái điều đấy nhanh hơn mình. Trong khi mình vẫn còn lông bông, mình ngồi đây ngại, thì họ đã đi bán hàng từ rất là lâu rồi. Trong khi mình còn loay hoay chọn một sản phẩm, mình loay hoay mình chuẩn bị, thì họ đã đi bán hàng từ lâu rồi. Trong khi mình còn chọn người nọ, mình còn kén người kia, thì họ đã lao ra ngoài đường, họ đã gặp được rất nhiều khách hàng rồi. Cho nên là gì? Những cái người thành công, những cái người có kinh nghiệm, những người có kỹ năng, là họ đã đi trước rồi, họ đã trải qua rồi, họ đã phải trả giá rồi. Vậy thôi. Cho nên nếu mà mình có đi sau, không sao hết, mình cũng sẽ trải qua được những bước đấy, và mình sẽ thành công như họ. Thậm chí là gì? Thậm chí là mình thành công hơn họ. Cho nên là đừng nói là em không có kinh nghiệm, em không có kỹ năng, em không biết bán hàng. Thực ra những cái lời đấy chỉ là cái lời biện minh của bạn mà thôi. Đừng có biện minh những cái lời vớ vẩn như vậy. Em không có kinh nghiệm, em không có kỹ năng. Ai đầu tiên có kinh nghiệm, ai là người đầu tiên có kỹ năng ở đây? Họ cũng phải học như bạn, họ cũng phải bắt đầu từ những chỗ mà không biết gì. Mà tại sao họ làm được? Đúng không nhở? Vậy thì mình chỉ bắt đầu sau họ thôi, thì mình sẵn sàng học nhiều hơn họ. Nếu mà họ bắt đầu trước mình rồi, họ giàu có hơn mình, họ thành công hơn mình rồi, họ làm 8 tiếng một ngày, thì mình làm gì? Thì mình sẵn sàng làm 12 tiếng một ngày, thậm chí là 20 tiếng một ngày để mình đuổi kịp họ. Để mình đuổi kịp họ, chứ không phải là ngồi đây nói là em chẳng có kinh nghiệm em ạ, anh ạ, em không có kỹ năng, bây giờ em làm thế nào, em không biết làm như sao. Không biết làm thì hỏi, không biết làm thì học. Đúng không nhở? Thế cho nên đừng bao giờ nói là không có kinh nghiệm, không có kỹ năng và không biết làm. Cái câu mà em không biết làm ấy, các bạn có hiểu là cái câu đấy nó có ý nghĩa gì không? Cái câu không biết làm thì nó sẽ bằng với cái câu là em không muốn làm đâu. Cái câu em không muốn làm đâu và cái câu không biết làm là nó bằng nhau. Cho nên mà khi mà chúng ta nghe ai đó nói cái câu là em không biết làm đâu ấy, thì người đó đang nói với bạn rằng gì? Em không muốn làm. Nếu mà họ nói là tao không biết làm đâu ấy, thì tức là họ đang nói với bạn là tao không muốn làm cái việc này. Không muốn làm cái việc này. Bạn có tin không? Bạn có tin cái điều đó là sự thật không? Bạn có tin cái việc là không biết làm mà không muốn làm là một không? Cái nghĩa của nó là một nghĩa, chỉ có cái phát âm khác nhau mà thôi. Cái việc không muốn làm và không biết làm chỉ phát âm khác nhau mà thôi, còn cùng một nghĩa. Vì sao mình có thể nói như vậy được? Vì sao mình có thể nói như vậy được? Bây giờ ở đây ví dụ như thế này. Ví dụ như thế này, nếu mà ngày mai cha mẹ bạn ốm mà cần phải đưa đi bệnh viện Việt Đức, ví dụ như vậy, bạn không biết đường đi xuống bệnh viện Việt Đức, nhưng mà cha mẹ bạn ốm cần đưa xuống đấy, thử hỏi cả nhà xem. Bây giờ chúng ta hãy comment này, bây giờ chúng ta hãy comment cái nội dung này nhá, chúng ta hãy comment câu trả lời nhá. Bạn không biết đường đi xuống bệnh viện Việt Đức, nhưng cha mẹ bạn ốm và cần đưa xuống đấy, bạn có đưa được xuống đó hay không? Chúng ta chỉ cần comment là có hoặc là không thôi. Nếu mà chúng ta có thể đưa được, dù chúng ta không biết đường đưa xuống đấy, chúng ta hãy comment có. Còn nếu mà chúng ta không thể đưa được, nếu mà chúng ta không biết đường, thì chúng ta hãy comment không. Ok, chúng ta comment nhá. Chúng ta nghe rõ câu hỏi chưa nhỉ? Có đúng không nhỉ? Đấy, tức là gì? Mình không biết đường đi xuống bệnh viện Việt Đức là đường nào cả, nhưng mà cha mẹ mình ốm cần đưa xuống đấy, thử hỏi bạn có đưa được không? Có đúng không? Vậy thì không còn ai nói là tôi không biết đường nữa, đúng không nhở? Vậy bây giờ có ai nói là tôi không biết đường đâu. Thế cho nên là đừng bao giờ nói là tôi không biết cả. Tôi không biết làm đâu, em không biết làm đâu, khó lắm anh ạ, em không có kinh nghiệm đâu, em không có kỹ năng đâu. Thế tại sao bạn không biết đường xuống bệnh viện Việt Đức mà bạn cần đưa cha mẹ bạn xuống đó, bạn lại vẫn đưa được? Bạn làm sao bạn lại vẫn đưa được? Đúng không nhở? Cho nên là khi mà ai đó nói với bạn là không biết làm này, không có kỹ năng này, không có kiến thức này, là họ đang nói với bạn là tôi không muốn làm. Còn nếu họ muốn thì chắc
chắn là họ sẽ làm được. Nếu muốn thì chắc chắn sẽ làm được, dù đi đến cùng trời góc biển thì họ cũng sẽ làm được mà thôi. Nếu họ không học nhanh như người khác là một ngày thì họ học 2 ngày. Họ không học 2 ngày, họ không làm được thì họ sẽ học 3 ngày. Đúng không nhở? Nếu mà bạn không biết đường đi xuống bệnh viện Việt Đức thì bạn gọi điện một người bạn hỏi. Gọi điện một người mà không biết đường chỉ bạn thì bạn gọi 2 người. Bạn sẽ gọi 100 người, 1.000 người cho đến khi bạn biết đường xuống bệnh viện Việt Đức thì thôi. Đó là lý do vì sao mà những người nói là tôi không biết làm, tôi không có kiến thức, tôi không có kỹ năng. Tức là họ đang nói với bạn là tôi không muốn làm đâu. Em có muốn kiếm tiền không? Có ạ. Em có muốn bán hàng để kiếm tiền không? Em muốn lắm anh ạ, nhưng em không biết làm. Em không có kỹ năng, em không có kiến thức. Để về em suy nghĩ đã. Để em về em suy nghĩ xem đã. Họ nói là họ để về suy nghĩ có nghĩa là gì? Họ bảo em không làm đâu anh ạ. Để em về, để em quay lại mấy cái máng lợn rách nhà em. Đó là cái cách mà người ta nói đấy. Không phải là người ta suy nghĩ đâu. Không phải là người ta suy nghĩ đâu. Chúng ta đừng hiểu lầm, đúng không nhở? Cho nên là gì? Khi ai đó nói với chúng ta một điều gì, chúng ta phải xem là có thật sự là đó là cái câu nói của họ hay không, hay là họ nói cái ý khác. Khi mà họ nói là không biết làm, hoặc là không có kinh nghiệm, không có kỹ năng, thì có nghĩa là họ đang nói là họ không muốn làm. Ok. Tiếp theo, cái rào cản tiếp theo đó là không có vốn. Không có vốn. Chúng ta hãy comment nhé. Cái rào cản tiếp theo để chúng ta kinh doanh online đó là không có vốn. Ok. Không có vốn đúng không nhỉ? Chúng ta comment nhá. Ai đang xem thì chúng ta comment nhá. Ok, Mai Lan, ok, Trần Phương, ok. Lê Liên, Hằng Hoàng, Lương Thuần, không có vốn, Bùi Hồng, cái rào cản tiếp theo đó là không có vốn. Không có vốn đúng không nhỉ? Anh ơi em không có tiền, em muốn làm nhưng không có tiền. Anh có thể cho em nợ được không? Em ơi chị muốn làm lắm nhưng chị không có tiền. Đúng không nhỉ? Chúng ta hay nói như vậy. Chúng ta hay nói như vậy. Trước khi kinh doanh chúng ta phải hiểu cái tiền để kinh doanh ở đây là tiền đầu tư. Tiền để kinh doanh là tiền đầu tư. Cho nên là đừng biện minh là cái việc không có tiền. Chúng ta hay bị ngược đời một cái là cái tiền mà tiêu xài thì chúng ta lại có, nhưng tiền đầu tư để cho nó đẻ ra tiền chúng ta lại không có. Bằng cách là gì? Chúng ta có thể mua một bộ quần áo đẹp, chúng ta có thể mời bạn đi chơi, chúng ta có thể đi cà phê, chúng ta có thể đi hát karaoke, chúng ta có thể mua xe máy được, nhưng mà chúng ta lại không có tiền để kinh doanh. Trong khi đó tiền để kinh doanh là thứ để mang lại tiền cho chúng ta, thì chúng ta lại không có. Còn chúng ta có tiền gì? Chúng ta có tiền đi chơi này, có tiền đi mua quần áo đẹp này, có tiền đi mua xe này, có tiền để chơi bời, để tất cả những việc khác mà lại không mang lại tiền cho mình thì mình có.
Nhưng hễ mà bảo Tiền là mua sách này, ui sách này tận 100 nghìn một quyển à, để em xem đã, đúng không nhỉ? 100 nghìn một quyển sách để em xem đã. Nhưng mà em có thể uống một cốc gì? Một cốc trà sữa 70-80 nghìn, điều chuyện bình thường. Uống một cốc trà sữa 70-80 nghìn thì không tiếc, nhưng nếu mà bỏ tiền ra mua sách thì bạn sẽ tiếc. Nếu mà mua một chiếc xe máy 50 triệu thì được, nhưng mà bảo bỏ 5 triệu ra kinh doanh thì nói là gì? Em không có vốn, chị không có vốn, anh không có vốn, đúng không nhở? Đó là cái sự ngụy biện của chúng ta. Khi chúng ta không muốn làm, chúng ta sợ mạo hiểm, chúng ta sợ rủi ro, chưa làm thì chúng ta đã sợ mất tiền rồi. Chúng ta sợ mất tiền rồi. Đó, cái tư duy mà chưa làm sợ mất tiền thì khi chúng ta làm thì chắc chắn là chúng ta mất tiền mà thôi. Khi mà chúng ta đã có cái nỗi sợ đấy ở trong đầu ngay từ lúc đầu tiên. Vậy cho nên là gì? Cái việc không có vốn chỉ là ngụy biện, chỉ là ngụy biện thôi. Thử hỏi tiếp cái câu chuyện đưa bố mẹ đi bệnh viện. Ngày mai đưa bố mẹ bạn đi bệnh viện cần 50 triệu. Có không nhỉ? Có ngay. Chắc chắn là có. Lúc đấy bạn không có thể nói với bác sĩ là bác sĩ ơi, em không có tiền, em không có vốn, bác sĩ chữa chịu cho em, xong rồi về em sẽ trả cho bác sĩ được. Đúng không nhỉ? Bạn có nói như thế bao giờ không? Bạn có nói như thế với bác sĩ bao giờ không? Mà tại sao bạn có thể nói là bạn không có tiền để kinh doanh, để làm những cái công việc mà nó lại mang lại tiền cho mình? Bạn có thể mua xe máy đẹp, bạn có thể mua quần áo đẹp, bạn có thể đi chơi, bạn có thể uống trà sữa, nhưng khi tiền kinh doanh, bạn nói là không có tiền. Đó là cái rào cản tiếp theo mà chúng ta hay đưa ra để biện hộ. Biện hộ về cái sự lười nhác và cái sự sợ sệt của chúng ta. Lười nhác tức là gì? Chúng ta không muốn làm, chúng ta không muốn đầu tư, mà muốn săn ăn thôi. Muốn làm thì phải gì? Phải đầu tư chứ. Muốn, chúng ta muốn đang muốn là gì? Tay không bắt giặc. Gửi hàng cho chị đi, xong rồi chị sẽ thanh toán. Đó là gì? Chúng ta muốn tay không bắt giặc, đúng không nhỉ? Không muốn bỏ tiền ra nhưng mình muốn kiếm được tiền về. Và điều thứ hai là gì? Chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái điều rủi ro. Khi kinh doanh thì chúng ta không nghĩ là chúng ta sẽ bán được hàng, mà chúng ta chỉ nghĩ là ồ, mình không bán được hàng thì sao nhở, không bán hàng được hàng thì thế nào nhở. Cho nên là chúng ta sẽ nói là gì? Mình không có tiền. Và chúng ta sẽ biện hộ là mình không có tiền. Đó là cái rào cản mà chúng ta cần phải vượt qua cái rào cản đó. Cần phải vượt qua cái rào cản đó. Chúng ta hãy nghĩ lại xem có thực sự đó là cái điều mà chúng ta thực sự không có tiền, là cái điều mà chúng ta không muốn bán hàng hay không. Đúng không nhỉ? Còn nếu mà đầu tư 1 triệu, đầu tư 5 triệu, đầu tư 10 triệu mà bạn không dám bỏ ra để đầu tư, thì suốt đời bạn sẽ quay lại cái con đường cũ của mình mà thôi. Suốt đời bạn sẽ có những cái thu nhập như bạn hiện có. Bạn sẽ có những cái công việc như bạn hiện có. Nếu mà ngay cả 100 nghìn mua sách bạn cũng không muốn. 1 triệu đầu tư để nhập hàng bạn cũng không muốn. Đi học những khóa học bạn cũng không muốn bỏ tiền ra. Xem live stream 1 tiếng thôi bạn cũng sợ tiếc thời gian của bạn. Vậy bạn không học, bạn không đầu tư về con người, đầu tư về tiền bạc, thì làm sao mà có lợi nhuận, làm sao mà có tiền được, đúng không nhỉ? Cho nên là khi chúng ta có cái rào cản về tiền, em không có tiền đâu, hoàn cảnh nhà em thế này, hoàn cảnh nhà em thế kia, khi nào có tiền thì em kinh doanh. Thế thử hỏi bạn, kinh doanh để có tiền hay là có tiền rồi thì kinh doanh? Nếu mà bạn đã có rất nhiều tiền rồi thì đâu cần bạn kinh doanh nữa, đúng không nhỉ? Đâu cần bạn kinh doanh nữa nếu bạn rất có rất nhiều tiền rồi. Cho nên là cái việc là hiện tại mình không có tiền thì mình mới phải kinh doanh. Cho nên đừng nói là tiền là rào cản, đừng nói là em không có tiền để nhập hàng, em không có tiền để kinh doanh, em không có tiền để làm. Trong khi em vẫn có tiền để đi trà sữa, em vẫn có tiền để đi mua xe đẹp, em vẫn có tiền để mua quần áo đẹp. Đó. Cho nên là không có tiền chỉ là ngụy biện thôi. Chỉ là ngụy biện thôi. Cái rào cản cuối cùng, chúng ta hãy comment nhá. Cái rào cản cuối cùng là không có người ủng hộ và trợ giúp. Không có người ủng hộ và trợ giúp. Cái rào cản cuối cùng mà chúng ta phải vượt qua đó là không có người ủng hộ, không có người trợ giúp.
không có người chỉ bảo, không có người ủng hộ, không có người trợ giúp, không có người đồng hành. Đó, cái rào cản cuối cùng đó là không có người trợ giúp, không có người ủng hộ, không có người trợ giúp. Ai đang xem thì ta comment nhá. Phần thưởng 1 triệu dành cho người share nhiều nhất đã có. Sau livestream thì sẽ công bố ai là người được phần quà 1 triệu từ công ty nhá. Một phần quà 1 triệu từ công ty cho người share nhiều nhất. Không có người ủng hộ và trợ giúp. 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 Em muốn bán hàng lắm nhưng mà chồng em không cho. Em muốn bán hàng lắm nhưng mà không có ai truyền động lực cho em cả. Không có ai hỗ trợ em cả. Không có ai dạy em cả. Không có ai chỉ bảo em cả. Em muốn kiếm tiền lắm nhưng không có ai. Không có ai hỗ trợ em. Không có ai chỉ bảo em. Không có ai giúp em. Không có ai dạy em cả. Đúng không nhở? Đó là không có người ủng hộ và trợ giúp. Bây giờ có người ủng hộ, có người trợ giúp, có người truyền động lực thì mình làm. Ngày mai không ai truyền động lực nữa thì mình bỏ. Bỏ và làm gì? Mình lại quay lại cái máng lợn rách ngày xưa. Mình lại quay lại cái máng lợn rách ngày xưa. Mình lại bằng lòng với cái cuộc sống ngày xưa. Sau khi mình đã cố gắng rất là nhiều để bước ra khỏi cái bãi phân thối của mình rồi. Mình đã cố gắng để bước ra khỏi cái bãi phân thối của mình rồi. Nhưng mà lại không có người đồng hành, không có người ủng hộ, không có người trợ giúp, nên mình chán quá mình bỏ. Thử hỏi xem, bạn chán thì bạn có phải ăn không? Không có người ủng hộ thì bạn có phải mặc không? Không có người trợ giúp thì bạn có phải cho con bạn đi học không? Không có người trợ giúp bạn, không có người cổ vũ bạn thì bạn có phải tiêu tiền hay không? Đúng không nhở? Thế tại sao lại cứ phải có người ủng hộ? Tại sao lại phải có người trợ giúp? Tại sao lại phải có người truyền động lực cho bạn để bạn làm? Trong khi không có họ, bạn vẫn ăn, bạn vẫn tiêu, bạn vẫn cần sống, bạn vẫn cần phải nuôi con, bạn vẫn cần phải giàu có, bạn vẫn cần phải mua nhà, bạn vẫn cần phải mua xe, đúng không nhở? Đúng không nhở? Thế thì họ có ủng hộ bạn đâu? Họ có cổ vũ bạn đâu? Tại sao bạn vẫn phải tiêu? Đúng không nhở? Bạn vẫn phải ăn, bạn vẫn phải sống. Chẳng có ai ủng hộ mình cả. Chẳng có ai cổ vũ mình cả. Chẳng có ai chỉ bảo mình cả. Chẳng có ai dạy mình hết. Nhưng mà mình vẫn phải tiêu tiền. Mình vẫn phải sống. Mình vẫn phải cho tiền con mình. Hằng ngày mình vẫn phải. Con lớn lên thì con lại xin nhiều tiền hơn. Rồi một vài năm mình lại phải xây nhà. Mình lại phải mua xe. Vậy thì người ta có ủng hộ, người ta có cổ vũ, người ta có dạy mình hay không, người ta có trợ giúp mình hay không, thì mình vẫn phải làm cái điều đấy. Thế tại sao mà khi không có người ủng hộ, không có người cổ vũ, không có người trợ giúp bạn thì bạn lại không làm nữa? Thì lại bạn lại không làm nữa. Đúng không nhở? Vậy cho nên khi bạn đã xác định kinh doanh thì có người ủng hộ, có người trợ giúp, có người đồng hành thì là cái điều rất là tuyệt vời. Thì hãy cảm ơn họ, hãy yêu quý họ, bởi vì họ đồng hành, họ trợ giúp, họ hỗ trợ mình. Nhưng nếu không, nếu bạn không có, thì hãy tự bước đi bằng đôi chân của mình. Nếu không có ai dạy thì bạn nên Google bạn học, bạn nên YouTube bạn học, bạn lên Facebook bạn học. Một mình bạn thôi, bạn có thể làm được điều đó. Đúng không nhở? Không ai dạy bạn kinh doanh thì bạn tự tìm cách kinh doanh. Chứ không phải là phải có người chuyển động lực, không phải có người trợ giúp, không phải có người ủng hộ. Đúng không nhở? Có ai đó ủng hộ mình,
có ai đó hỗ trợ mình, có ai đó trợ giúp mình thì là điều tuyệt vời. Còn không có ai thì mình hãy bước đi bằng đôi chân của mình. Bạn có thể làm được tất cả những điều đó. Bạn có thể làm được tất cả những điều đó. Nếu bạn có thể đi 10 cây, nếu bạn có máy bay, nếu bạn có ô tô, nếu bạn có xe máy, thì bạn có thể đi bằng các phương tiện đó. Nếu không có thì sao? Mình có thể đi bộ được mà. Bạn có thể chạy bộ được mà. Không có thì bạn có thể đi bộ được, bạn có thể bò, bạn có thể lăn được, nhưng mà bạn vẫn về đến đích. Cho nên là khi bán hàng, đừng nói là ôi giời ơi, em mất năng lượng quá, không đứa nào nó cổ vũ, không ủng hộ em. Em bán nhưng chồng em không ủng hộ em, đội nhóm nó không ủng hộ em, không có ai dạy em cả. Làm sao em biết được để em làm? Vậy không có ai dạy bạn, không có ai ủng hộ bạn thì bạn vẫn phải tiêu tiền mà. Cho nên là cái việc bán hàng, cái việc kiếm tiền là cái việc của bạn, chứ không phải là việc của người khác. Cái việc nuôi sống bạn, nuôi sống gia đình bạn là cái việc của bạn, không phải việc của người khác. Nếu có ai đó đồng hành hỗ trợ bạn thì hãy cảm ơn họ, đúng không nhở? Thì cũng làm được họ. Còn ai ủng hộ bạn thì cảm ơn họ. Còn nếu không thì mình tự làm. Hero à, ai cũng làm thì cần gì được mày à, để một blog. Vô ý thức. Ok. Ok. Chúng ta hiểu chưa nhở? Nếu mà mình có người ủng hộ, có người đồng hành, có người trợ giúp thì là điều tuyệt vời. Còn không thì mình hãy tự bước đi vào đôi chân của mình. Chắc chắn là người khác làm được thì mình cũng làm được, đúng không nhở? Người khác làm được thì bạn cũng làm được, và bạn có thể làm tốt hơn họ cơ. Bạn có thể làm tốt hơn họ. Cho nên chúng ta không bao giờ dùng cái lý do là không có người đồng hành, không có người trợ giúp, không có người ủng hộ, không có người truyền năng lượng. Đâu cần đâu, đúng không nhở? Bạn vẫn phải ăn, bạn vẫn phải sống, bạn vẫn phải làm việc, bạn vẫn phải tiêu tiền, dù có họ hay không. Cho nên là dù có người ủng hộ, dù có người trợ giúp hay không, thì bạn vẫn phải làm cho đến khi ra kết quả thì thôi. Bạn phải làm cho đến khi ra kết quả thì thôi. Đấy. Không biết thì học, nhưng mà bán sợ không ai mua. Ok. Chưa bán đã nói là bán sợ không ai mua rồi. Đó là lý do vì sao chúng ta vẫn là chúng ta ở hiện tại đấy. Ok. Thì cái chia sẻ hôm nay, chia sẻ phần 5 bước để trở thành chiến binh bán hàng online đã kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nhớ rằng trước khi dừng lại thì mình sẽ tổng hợp lại một chút cái nội dung ngày hôm nay. 5 bước để trở thành chiến binh bán hàng online. Bước đầu tiên đó là chúng ta phải xác định tâm lý. Không có gì dễ dàng cả. Chúng ta phải bỏ mồ hôi công sức, và chúng ta đừng ảo tưởng quá về cái việc bán hàng online là cái việc dễ dàng kiếm tiền, chỉ đăng bài lên trang cá nhân rồi và kiếm tiền. Đó là đầu tiên, chúng ta phải xác định tâm lý. Tiếp theo, để bán được hàng, để có kết quả thì chúng ta phải xác định được mục tiêu. Tại sao chúng ta lại lựa chọn cái ngành kinh doanh online này? Và mục tiêu của chúng ta là gì? Muốn kiếm bao nhiêu tiền một tháng thì bạn phải có mục tiêu rõ ràng. Chỉ khi có mục tiêu rõ ràng chúng ta mới đạt được kết quả mà thôi. Thứ ba, đó là lựa chọn thương hiệu và sản phẩm. Bạn cần lựa chọn một thương hiệu, sản phẩm uy tín để bạn đồng hành. Số 4, đó là học tập về sản phẩm và cách bán hàng. Trước khi mà chúng ta làm, chúng ta nhớ rằng học, lựa chọn, học tập về sản phẩm và cách bán hàng trước khi chúng ta làm thì chúng ta mới tự tin bán hàng và tư vấn được. Và số 5, đó là loại bỏ các rào cản. Các cái rào cản mà chúng ta tự đặt ra cho mình. Chúng ta thường hay đưa những cái lý do đấy để chúng ta không bán hàng, hoặc đưa ra những cái lý do đấy để biện minh về cái kết quả của chúng ta hiện tại. Cho nên là chúng ta cần loại bỏ hết các cái rào cản đấy đi. Ok. Chúng ta thấy cái phần này có hữu ích không nhỉ? Chúng ta thấy cái phần này chúng ta có hữu ích cho những cái người mà đang có cái tư duy mới bắt đầu kinh doanh online, hoặc là những cái người đang bán hàng online không nhỉ?
Ok. Ok Hưng Lê. Cảm ơn cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào các livestream lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Cao Toản. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất và hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.